Xin chào mọi người. Tự nhiên bị lạch tông ấy. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình chơi về người rảnh hồn IV cho các bạn cùng xem. Nghe bảo đâu nhân vật này chuẩn bị tới đây lại bị giảm sức mạnh cùng với nhân vật phong nữ. Thôi thì bây giờ mình vứt mẹ cái hồn nó đi. Mình đừng cứ dùng skill hồn nữa đi. Mình xóa cái hồn nó đi là nó yếu à. Ở ngoài ra còn Sangria thì thôi giờ cho đi bộ đi, khỏi đát cho địa hình nữa nha. Dậy cho khỏe đúng không? Ăn rồi cứ nớp, không còn một tí gì tương lai, không còn một tí gì gọi là mạnh mẽ gì hết trơn. Hiện tại thì IV cũng đang gọi là cũng khá là mạnh đấy. Nhưng mà mọi người có thể thấy là khi mà mình chơi như vật này thì mọi người chơi trong cái chế độ này thì có rất là nhiều vật phẩm, chẳng hạn như là gậy ma thuật sư và đồng hồ huyền phó có thể trục xuất cái hồn của mình ra. Chính vì vậy là cũng khá là bóp nha. Chính nên là mọi người sẽ chơi ở những cái map mà nó thường á, tránh mấy cái đứa như là thuyền phó với ma thuật sư ra. Ôi, sao chỗ này đông thế. Ráng đẩy xong cái máy cơ, kinh lắm. Thứ hai nữa là mình sẽ chọn những cái bạn mà vua mà thiên hướng về cai chay thôi. Chứ nếu như mọi người chọn mấy đứa có skill là mọi người khó đụng vô được mấy bạn kia lắm. Ui giời ơi, bà chạy vào đấy thì khác gì mà bà tự nhốt mình vô trong góc để tôi đánh bà đâu. Thứ năm tuần này là bán bách của Đào Vàng rồi. Trời ơi, hóng ghê. Ngày hôm qua em lên đi học mà trời mưa. Cái báo nghỉ. Trời ơi, cái gì mà một nồi đấy. Trận đấu này mình gặp đánh bóng mình cũng không sợ lắm. Bởi vì khi mà đánh bóng muốn đánh vào mình thì chắc chắn phải đảo cam vào mình. Mình khè một cái là nó tới số đó. Rồi, lại đây. Đi đâu? Trời ơi, cái thằng đánh bóng nha. Này thả tên. Không, mình thả nguyên cây bông. Rồi, nằm ở đây. Khi mà mọi người nhập cái hồn vô những cái bạn khác thì mọi người có thể xem được vị trí của những cái bạn kia đang ở đâu. Đấy, đặc biệt là những cái lúc mà vua ngồi ghế đó, hoặc là vua nó đang ở đâu đâu, mọi người có thể nhập vô. Nhưng mà hiện tại đây thì mình thấy cái hồn nó thời gian nhập tách của nó rất là nhanh. Thậm chí là mình chẳng cần phải làm gì nữa cơ. Đi khoảng vài bước chân thôi là cái thời gian nhập hồn nó đã hồi rồi. Người tha hồ mà nhảy lại đây. Ngoài ra thì mọi người có thể sử dụng IV để có thể là khống chế địa hình nha. Tụi nó tập trung cover càng đông thì mọi người cứ tách hồn ra nhập vô đứa khác, nhập vô đứa khác, mở rộng phạm vi đá của mình lên. Đấy, tụi nó càng sụm nụ nhiều vào thì mình càng có lời. Rùa. Bên này lại có cả đánh bóng nó đang núp đây này. Em đi ra kia dùm cho chị. Đi ra kia chơi. Đâu rồi Đào Vàng? À, Đào Vàng ở đấy, mình đi qua bên này. Trời ơi, tỉnh táo. Nó đâu rồi? Ủa nó đâu rồi? Ấy, nó đi đường này nó cứu. Khốn nạn. Trời ơi, sao mà nhanh quá vậy? Gác đêm bên mình đang đuổi hương sư nhìn khoai ghê. Lại đây em. À, bạn ấy dùng gậy của ma thuật sư lôi cái hồn mình ra rồi. Phải chi mà không lôi mình khè thêm phát nữa bằng hồn nữa là bạn ấy sẽ overthinking đó. Bạn ấy sẽ suy nghĩ rất là nhiều về trận đấu của ngày hôm nay. Nhanh lên. Ui da, bị lôi hồn đó rồi. Nhanh thế nhờ. Ui da. Đâu rồi, cái con kia đâu rồi? À. Ố, bốc gì mà.
thôi, bạn đứng ở làm gì? Trời ơi, kinh khủng. Rồi lại đây em. Từ từ. Ủa? Lại đây, đi đâu? Trời ơi, đi đâu mà vội mà vàng? Đấy, cứ bu vào, bu cho nhiều vào. Có phấn khích rồi. Dẹp bọng đi bưởi. Vũ khí của nhân vật này cũng khá là hay. Cầm nguyên cây bông luôn má. Cây bông hồng em tặng cô đó. Trời ơi, hít bốc gì mà đánh chúng luôn á. Nếu mà mọi người chọn IV mà chơi mà gặp ma thuật sư với cả... Ui chết rồi, nhập ngu rồi. Với cả thuyền phó là tụi nó mua đồ là mọi người bị lôi hồn nó mệt luôn đấy nha. Chính vì vậy là thay vì hạn chế như thế thì mọi người nên là chọn mấy nhân vật như là đuổi chay thôi. Mà IV không chơi chế độ quả cầu pha lê được. Tức ghê. Ủa con nhỏ đâu rồi? Đây. Cái thời gian hồi để nhập hồn bây giờ mình thấy cũng khá là nhanh. Mai mốt khéo nó đánh tâm lý vô quá. Nó đánh vô để nó cho nhập hồn lâu hơn một chút. Em tính làm gì em? Em dừng cái hành động nó lại cho chị. Con kia hết súng rồi. Trời ơi, sao ông gác đêm ông đuổi hương sư khổ quá. Tôi mà gặp hương sư là tôi sẽ chơi Galati, bonbon đồ đó. Chắc đó, mấy con mà cấu máu được bằng skill á. Mấy con đánh tay với hương sư là khoai lắm. Ok, và mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa cho tất cả các bạn cùng xem nha mọi người. Trận này á, toàn là mấy con mà nhìn vô cái bản mặt mình không à, nên là rất là dễ chơi. Rồi mình quay trở lại trận đấu thứ hai với map Bệnh viện Thánh Tâm. Cũng lâu lắm rồi không chơi về nhân vật này. Đấy, kiểu nhân vật nữ ra thì mình thấy hầu như nhân vật nữ nó có nhiều kỹ năng hay hay hơn là nhân vật nam. Ai đây? Ủa, giờ mà qua đó chắc chị đồ cổ chị đập em banh chành quá. Đầu game bây giờ, ngày xưa là mình còn hay nhập rô rồi bắt đầu là mình sẽ đi đuổi thẳng luôn bạn đấy. Nhưng giờ là không dám nha. Bây giờ là phải chơi theo phong cách là đảo hồn đi tùm lum. Team này có hai người hồi máu đâm ra là thấy nản dã man ấy. Chạy nhanh lên. Đó đó đó, lại theo con nội cao bồi tôi đuổi luôn. Quá mệt. Một khè nữa là quay đầu là bờ nè. Dừa. Sao hồn cứ tùm lum vậy ta? Trời ơi, con bác sĩ là nó phải chết. Em ơi, một khè nữa là quay đầu là bờ, không còn tương lai. Gì chứ là con bác sĩ là nó phải chết. Á à. Ừ, dậy đi. Vừa. Rồi mẹ đồ cổ đây đúng không? Cái gì vậy bà? Đứng đó mà núp núp nữa. Khi mà mình cho IV đập ván, nhảy cửa sổ hay là treo bóng thì mình có thể tùy chọn cái hồn của mình đi làm việc khác. Như là check map này, đi kiếm những cái bạn khác chẳng hạn. Đấy. Và nói chung thì nhân vật này cũng mạnh ấy chứ. Bu đông đông vô là bị dính nội tại, đâm ra là rất là khó gỡ. Thì đến khi nào á mà mọi người xa khỏi cái nhịp tim của nó thì mới gỡ được. Rất là recommend cái kiểu là trong vòng 20 giây mà không nhìn con IV ấy, thì mình sẽ tự giảm nội tại nhá. Chứ lúc nào nội tại cũng léo đéo theo mình, đâm ra là mình sẽ rất là khó để chơi. Ui, bác sĩ tự hiểu dưới rồi, nhanh thế. Giời. Nhanh dã man luôn á. Nhưng mà không sao, chuyện đâu còn có đó. Bún đậu thì phải ăn kèm với nước tương. Lại đây em. Ui.
gì chứ trận này cũng phải để cho con bác sĩ phải lên ghế. Trời ơi, ca trong vùng đá nhiều vô. Cảm ơn luôn má. Bà kia tính làm cái hành động gì đấy? Trời ơi, tính vá trời. Hay là muốn vá cái mạng nhện của Ivy. Nhập vô để xem vị trí của mấy bạn kia ở đâu này. Đấy, ở ngoài bên máy này có. Ivy công nhận là cái bộ trang phục này rất là đẹp mọi người. Cầm cái vũ khí nguyên hình cây bông luôn má. Cây bông hồng ấy mình tặng cô đó, nằm xuống. Mấy con hồi máu này phải ưu tiên giết nhé. Đặc biệt là nhỏ bác sĩ đó. Bây giờ lôi hồn ra đi kiếm nhỏ bác sĩ. Không bắt nó là lát nữa lại hồi máu. Là game lại thật sự là phải đi đuổi lại rất là mệt ấy. Đâu rồi? Đây tôi qua nè. Không có gì mà phải vội vàng hết trơn á. Trời ơi đúng cái tiêm nữa. Hồn nhiên đấy con cá chiên. Bà đó. Bà là phải lên ghế đó. Đó mọi người thấy không? Con bartender lại uống rượu hồi máu, lát nó phải đuổi lại nữa. Trời ơi, có cover nhưng mà không đáng kể. Mấy bữa nay chiều là hay mưa nha, mà tự nhiên hôm qua lên đi học cái tạnh cái mưa to. Má mưa thì đi học đi, không có nhiều đứa má nhắn tin mưa quá mưa quá. Là triệu chứng của mấy đứa muốn nghỉ học đó. Bực bội dã man. Tiền học thì mình đóng đúng không mọi người, mà cứ ăn nó cứ kêu nghỉ học. Rồi ai lời. Cuối cùng thì mình nghỉ thì thầy cô khỏe thôi. Trời ơi, như là trò đùa, như chuyện chơi á. Mấy má chả hiểu nổi. Ôi, không còn tương lai nữa ha. Không có đủ tài năng thì đừng có cứu ghế. Ý. Kinh khủng. Mà sao cái hitbox nhiều khi đánh không trúng vậy? Mà bữa nay đi học tôi thấy giờ chung của mọi người hình như có 1 tiếng rưỡi. Ngày xưa là học tận 3 tiếng ấy. À 2 tiếng. Ví dụ học từ 7 giờ 9 giờ tan đúng không? Giờ thì không còn nữa mọi người. Giờ là còn có 1 tiếng rưỡi. Nhưng mà đi học vui mà, gặp bạn bè, gặp thầy cô rồi nói chuyện đùa hay mà. Ôi, chỉ áp lực nhất là cái lúc mà mình đi ôn thi đại học thôi. Sợ dã man. Bài tập quá trời. Rồi, khá tên. Bây giờ thì làm mấy cái bài tập thi ôn thi trắc nghiệm thì nó cũng đỡ. Ngày xưa tụi mình phải viết á, là phải viết điều kiện, viết... viết nhiều lắm. Viết điều kiện này, xong rồi dùng parabol để vẽ tùm lum la. Giờ khỏe, đâu có cái bài nào vẽ đâu. Có vẽ nhưng mà kiểu vẽ nháp nháp thôi, chứ không cần đẹp. Rồi bà này khè phát chết nữa nè. Lại đây em. Đi đâu? Đi đâu mà vội bà vàng. Đâu, giờ đi kiếm một cao bồi coi. Mưa thì mình, ví dụ đội mưa đi học có sao đâu ta, mặc áo mưa giờ cũng khỏe mà. Trời ơi, nghỉ học buồn dã man. Tắm rửa sạch sẽ, nằm gáo nước rồi thì chờ đến giờ đây đó. Mà mưa gió thì cũng chùm áo mưa đi học nha. Thấy không? Tôi nghe cái văn nhắn vô group lớp kiểu nay mưa quá, mưa rồi, sấm rồi, là tôi thấy là bắt đầu là triệu chứng là muốn nghỉ học rồi đó. Tôi mà là giáo viên mà đứa nào mà kêu mưa mưa của đó là tôi kích một phát ra chuồng heo liền. Đi đâu? Bây giờ chỉ việc đi kiếm cao bồi nữa thôi đó. Nó núp ở đâu đâu, quanh đây à chứ. Ở quanh cái khu hầm ấy thôi. Mà hình như là cái bạn Richard này là bạn ấy không có lên cái nhánh soi người gục.
nên là đứng ở gần nó cũng không có hiện ấy. Nhưng mà khỏe, chơi như vật này khỏe dã man. Đứng yên chỗ bắt đầu dùng cái hồn đi kiếm, chả phải làm việc gì nhiều. Đây, em núp kỹ quá, anh tìm không ra. Trời ơi, chống cự cái gì nữa, lại đây em. Chống cự là u đầu nha, là nguyên cái cây bông vô đầu đó. Trời ơi, nguyên pack logic pack. Rồi, surrender đi mấy má. Công nhận là mấy bạn mở ra được trang phục vàng thích nhỉ. Kiểu trang phục vàng đầu tiên lúc nào nó cũng mang cái giá trị ấy. Chứ mai mốt bán shop đồ mình thấy nó cũng không có đẹp bằng mấy cái skin này đâu. Cũng đẹp nhưng mà nói chung là nó cũng không có được hấp dẫn gu tôi nó vậy á. Và mình cũng sẽ kết thúc video clip đây nhá mọi người. Hẹn là mọi người vào video sau nha. Chúc mọi người có một buổi sáng vui vẻ và ăn cơm ngon miệng nha. Bạn nào ôn thi thì lo ôn đi, cố gắng cái điểm cao thi xong tao hồ chơi.